Hello anh chị ha, hôm nay em Tài sẽ lên cho anh chị một chiếc Kia Carnival phiên bản Signature. Phiên bản Signature màu xanh, xanh quân đội nha anh chị nha, xanh rêu đó. Con xe này hiện tại đang có giá niêm yết là 1 tỷ 389, lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 1557 nha anh chị. Xe này thì anh chị nào mà mua thì phải đặt trước nha, tại vì cái màu này thì nó hơi hiếm. Bản xích này chờ cho nên là cái phần đèn xe nè, anh chị nhìn cho anh chị biết liền, nó có bi nè, nó có bi led ở phía trước nè, rồi ở phía dưới là có những cái cảm biến nè, rồi có cảm biến va chạm nè, cam 360 nè, đầy đủ. Động cơ thì động cơ 2.2D, động cơ dầu ha quý anh chị ha, động cơ dầu. Đây, màu xanh này nhìn sao, rất là đẹp luôn. Mâm đang được trang bị trên xe là mâm đúc hợp kim nhôm 19 inch, có cảm biến áp suất lốp tích hợp sẵn ở trong xe cho mình, bệ bước chân sẵn nè, còn nguyên tem, nói chung là đầy đủ. Đây, phanh đĩa trước sau nha quý anh chị, phanh đĩa trước sau lớp Michelin. Khi quý anh chị mua xe thì bên em đã trang bị sẵn mấy cái này cho mình rồi nha, trang bị sẵn hết cho mình luôn. Đây, phần đuôi xe. Nói chung là cái màu này lên con Carnival rất là đẹp nha quý anh chị. Cửa đây. Xe thì nó đã hiện tại nó đang bị khóa lại rồi. Nhưng mà hôm nay thì cái màu này thì em thấy nó đẹp quá cho nên là em quay cho quý anh chị xem. Carnival thì hiện tại nó đang phân phối tới nhiều phiên bản nha quý anh chị, phiên bản Luxury là bản thấp nhất, kiểu giống như cái form dáng cái động cơ thì nó sẽ y chang như nhau, nó chỉ khác mỗi cái là những cái trang bị trên những cái dòng xe thôi, trang bị trên xe thôi. Đây ở phía trên nè, con bản Signature của anh chị là nó đã có trang bị chúng ta những cái tính năng an toàn chủ động như là phanh khẩn cấp khi có phương tiện cắt ngang nè, rồi phanh ABS nè, rồi giữ làn đường, rồi nói chung là đầy đủ những tính năng an toàn chủ động ADAS đó. Đầy đủ tính năng an toàn chủ động ADAS. Cửa sổ trời bảng cao thì chúng ta sẽ thấy là có những hai cửa sổ trời phía trên ha, cam 360. Để báo giá từng phiên bản cho quý anh chị có thể nắm luôn là bản thấp nhất là bản Luxury ha. Luxury hiện tại đang có giá niêm yết ở thị trường Việt Nam là 1 tỷ 179, 1 tỷ 179, lăn bánh tại thành phố là 1328 nha quý anh chị, 1328. Bản Premium 8 chỗ hiện tại đang có giá lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 429 nha quý anh chị, 1 tỷ 429. Còn bản Premium 7 chỗ thì lăn bánh ở Sài Gòn hiện tại là 1 tỷ 492 nha. Và bản cao cấp nhất là bản trước mặt quý anh chị là lăn bánh là 1 tỷ 557 nha quý anh chị nha. Còn bản Signature máy xăng thì cái form dáng nó giống như Signature máy dầu nè quý anh chị, thì lăn bánh là 1 tỷ 968 triệu. Đó, 1 tỷ 968 triệu. Dán cửa lùi tự động nha quý anh chị nha, cảm biến sức lốp tích hợp sẵn trong xe, cam 360, ghế điện 4 cái nè, sấy ghế làm mát ghế. Chẳng sao cái xe này để đây, sao đây anh. Anh chị nào mà thích cái màu này quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp nè cho em, để em tiến hành, ví dụ như được anh chị đặt cọc rồi em tiến hành đặt xe đó. Tại vì bây giờ quý anh chị cái màu này thì phải đặt trước, những cái màu xe này thì nó phải đặt trước nha.